tốt, nhưng có một địa điểm đặc biệt thu hút sự chú ý bởi những khối đá khổng lồ như đang thách thức trọng lực The Devil Marble, những viên bi của quỷ. Trên vùng đất cách miệt hẻo lánh của nước Úc, nơi sa mạc nắng nóng trải dài hàng nghìn dặm và các loài sinh vật độc đáo sinh sôi, tồn tại một kỳ quan thiên nhiên mê hoặc The Devil Marble, những viên bi của quỷ. Những tảng đá khổng lồ này nằm rải rác trên khắp khu vực như tác phẩm nghệ thuật vui tươi của thiên nhiên, dường như đang thách thức trọng lực và kích thích trí tưởng tượng của du khách. Đây là một trong những cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất mà vùng đất đầy khắc nghiệt này mang lại. Nằm ở lãnh thổ phía bắc của Úc, thuộc địa phương Guru Menger, là những khối đá gà nứt khổng lồ đáng chú ý. Một số được cân bằng một cách mong manh trên đỉnh của nhau là minh chứng cho lịch sử địa chất hấp dẫn của khu vực. Chúng chắc chắn không phải những khối cự thạch thông thường. Cảnh tượng này vừa hùng vĩ vừa có chút bất an, như thể những khối đá khổng lồ, một số cao tới 6 mét, 20 feet, có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cách đây khoảng 1,5 tỷ năm, The Devil Marble là một phần của một khối đá granite rộng lớn, sau đó bị xói mòn để lộ ra những hình dạng ấn tượng này. Quá trình phong hóa, bao gồm gió và mưa, đã khắc họa lên lớp đá mềm xung quanh loại granite cứng hơn, để lại những khối cầu khổng lồ, nhẵn mịn mà chúng ta thấy ngày nay. Nhiều tảng đá chông chênh trên đỉnh của nhau hoặc nằm trên những tảng đá lớn hơn, trong khi những tảng khác bị thiên nhiên tách đôi ở giữa. Chúng nằm rải rác trên một thung lũng sa mạc rộng lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía tây của khu bảo tồn The Devil Marble, có diện tích 18 km vuông, 7 dặm vuông. The Devil Marble còn được gọi là Kalu Kalu trong ngôn ngữ của những người bảo vệ bản địa, là một địa điểm có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với người Guru Menger. Cây tai, Aliyaho và Gubodi, tên tiếng Anh của những tảng đá bắt nguồn từ một nhận xét của John Ross, một người chăn gia súc và nhà thám hiểm người Scotland gốc Úc, trong chuyến thám hiểm đường dây điện báo băng qua nước Úc năm 1870. Ông ấy thốt lên, đây là vùng đất của quỷ, hắn ta thậm chí còn đổ cả túi bi của mình ra khắp nơi này. Du khách đến thăm Devil Marble có thể sẽ được chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc, đặc biệt là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn khi những tảng đá rực rỡ màu đỏ thẫm. Địa điểm này cũng cung cấp một khu cắm trại đơn giản cho những ai muốn trải nghiệm vẻ đẹp của những viên bi qua đêm. Mặc dù nằm ở vị trí xa xôi, nhưng có khoảng 150.000 người ghé thăm hàng năm bị thu hút bởi sức hấp dẫn của những viên đá cổ này. Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên đến thăm nơi này vào những tháng mát mẻ từ tháng 5 đến tháng 8 vì nhiệt độ có thể rất cao vào những thời điểm khác trong năm. Các chuyến tham quan vào buổi sáng hoặc buổi tối là thời điểm lý tưởng để ghi lại những hình ảnh phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp trên những tảng đá, tạo nên những bức ảnh ngoạn mục. Devil Marble nằm cách Tenon Creek khoảng 105 km về phía nam và cách Alice Springs 393 km về phía bắc, nơi bạn có thể thực hiện chuyến tham quan bằng khinh khí cầu vào sáng sớm. Khu định cư gần nhất là thị trấn nhỏ Wokapway, nằm cách 9 km về phía nam. Chuyến tham quan Devil Marble là một trải nghiệm thực sự độc đáo, với kích thước khổng lồ và hình dạng khác thường của những tảng đá tạo nên cảm giác ngạc nhiên cho du khách. Sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối suốt cả ngày vẽ nên cảnh quan với những màu sắc luôn thay đổi. Khi đứng giữa những người khổng lồ cổ đại này, bạn không thể không cảm thấy có mối liên hệ với lịch sử văn hóa và địa chất sâu sắc của địa điểm đáng kinh ngạc này. Tham khảo